Dạ vâng. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7 xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998. Số này em có kết nối luôn cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em đang có một cái lô giày để chia sẻ đến các bác đây. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng đôi một và báo giá để cho các bác tham khảo. Các bác chốt cái đôi nào thì cứ nhắn tin alo cho em, cho em địa chỉ ship hàng đến tận nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào một cái đôi Shimano trước đi. Đôi này nó về ở trong cái tình trạng là đầy đủ hộp các bác nhé. Đôi này là size 43.5 chân 27,5 cm các bác nhé. Một đôi Shimano. Có cả bê đan luôn cho các bác này. Đấy. Bác nào mua cái đôi này thì rất là lợi thế luôn. Về có cả bê đan luôn. Gắn vào xe là chạy thôi. Hộp, sách vở, hướng dẫn sử dụng đầy đủ hết. Đôi này nó là hàng lướt nhưng mà nó ở trong cái tình trạng là đẹp như mới các bác nhé. Đấy, cái đế của nó đây các bác này. Cái dòng này thì cái da của nó bóng, rất là dễ lau chùi. Và cái phần đế của nó là carbon, trọng lượng rất chi là nhẹ, size 43.5. Hai khóa 3. Rất chi là mượt mà. Giá rất chi là hợp lý các bác nhé. Đấy, cái màu này cũng rất là đẹp luôn. Phối màu đen đỏ rất chi là đẹp. Shimano form của nó cũng rất đẹp các bác nhé. Chất lượng cũng trên cả tuyệt vời luôn các bác ơi. Đấy, cái đế, cái gót của nó này. Hầu như là chưa thấy có vết bẩn gì cả. Đấy. Da này. Đấy. Nói chung là đẹp xuất sắc, không kém gì giày mới các bác nhé. Hai khóa, mượt mà luôn. Giá rất là mềm. Đấy. Da của nó này. Đấy. Phần da của nó rất là nhiều lỗ thoáng các bác nhé. Đây có lỗ thoáng này, mùa hè các bác đi những cái đôi giày như này là rất mát chân. Và nó có kèm luôn cả một đôi bê đan của Shimano, về gắn lên xe là chạy thôi. Bê đan cũng rất chi là mới các bác nhé. Cái combo này thì 3,3 triệu các bác ơi. 3,3 triệu các bác nhé. Size 43.5 chân 27,5 cm. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy. Cả bê đan luôn rồi các bác. Đấy. Đầy đủ hết, về cứ gắn nó lên xe là chạy thôi, quá ngon luôn. Tiếp đến thì em có một đôi Edgewood. Một đôi Edgewood, đôi này cũng về trong tình trạng là mới nguyên hộp, size 42 chân 27 cm. Đấy, Edgewood 6. Đấy, đôi này nó có một cái màu đỏ, đỏ tươi luôn. Bác nào mà thích nó sáng sủa thì chơi cái đôi này, mới nguyên hộp các bác nhé. Size 42. Edgewood thì nó nhẹ lắm, cực kỳ nhẹ luôn. Ở đây này, lộ thoáng này, trên đây này. Cái da này của nó cũng rất là dễ lau chùi các bác nhé. Đấy. Edgewood trọng lượng cực kỳ nhẹ, đi rất là ôm chân. Bác nào mà có những cái đôi chân thon gọn, dài dài thì các bác chọn cái dòng Edgewood này. Đế carbon. Edward. Quá đẹp luôn. Màu này rất là đẹp các bác nhé. Các bác đừng nghĩ là màu đỏ là nó đỏ quá, nó chói quá các bác nhé. Đi lên chân cực kỳ đẹp luôn. Các bác chơi cái đồ thể thao ấy là các bác cứ phải có tí màu mè nên mới đẹp, chứ đừng có tối quá. Đồ này thì nó mới rồi. Hai khóa ba. Khóa của Edward thì nó siêu mượt luôn và nó rất là bền các bác nhé. Và cái loại khóa này ví dụ nó không may nó có hỏng thì các bác mua rất là dễ. Khóa Edward được qua này. Đó, đôi này 5,2 triệu các bác nhé. 5,2 triệu mới nguyên hộp luôn, túi đựng này. Đấy, đôi này thì cơ bản nó màu đỏ nên là giá nó tốt hơn một chút. Đấy, đôi này mà nó phối một cái màu gì màu đen rồi điếc thì đấy, màu đỏ thì thôi, để cho các bác cái giá hợp lý 5,2 triệu. Đi rất sướng luôn. Em đang đi một đôi Edgewood 6 5,2 triệu. Đấy, chung là giá nó cũng tùy tùy theo màu nữa.
Tiếp đến thì em có một đôi Túc 1.0 size 39, chân 25 cm. Đôi này cũng nguyên hộp 2,5 triệu. Đây, màu trắng. Dòng này là dòng bình dân của Sở Ben Line nhưng mà chất lượng cực kỳ tuyệt vời các bác nhé. Đây, sách vở này, đế carbon. Đấy, chỗ này không biết là cái gì đây. Đôi này thì người ta mua về nhưng mà xỏ thử đúng một lần các bác nhé, xỏ thử đúng một lần. Đấy, nó không vừa chân là bán luôn. 2,5 triệu đôi này. Đầy đủ sách vở, hộp với các thứ, đế carbon luôn các bác nhé. Dòng này thì nó là dòng bình dân thôi nhưng mà chất lượng quá là ok luôn, cực kỳ ok. Khóa của thằng Sở Ben Line thì các bác không thể chê vào đâu được. Nó bền. Nó bền và nó mượt các bác ơi. Đấy. Chân 39. Size 39, chân 25 cm các bác nhé. Đấy, form rất đẹp. Đế carbon. Rất nhẹ luôn. Giày này mua thì mua giày nào nữa các bác ơi. Đấy, hộp trước này. Rồi. Tiếp đến thì hôm nay em lại về được một cái đôi này, là cái đôi Edward Ares size 42. Các bác nhìn cái giá ở Nhật nó bán đi 38.000 yên các bác nhé. Đấy. Ngót ngót gần 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 8 triệu đó các bác ơi. Không biết bác nào nó gọi. Tí tí nó gọi lại. Bác thông cảm. Đôi này thì nó là dòng đỉnh của chóp rồi. Đỉnh của hãng luôn. Túi này, mới nguyên hộp. Chân 27 cm. Đấy, giá Nhật nó bán đấy các bác này. Đấy. Giá của em thì các bác giật mình luôn. 6,5 triệu cho cái đôi này. Đôi này ở Việt Nam mình bán trên 7 triệu các bác nhé. Đấy. Nhật thì nó giá nó đắt hơn chút bởi vì nó bị đánh thuế. Đánh thuế. Đấy, nên là nó đắt hơn chút. 7 triệu thì nó bị đánh thuế mất đâu 7 triệu thì đúng không? Nó đánh thuế mất đâu khoảng 350 gì đấy. Đấy thì nó rơi vào khoảng cái đôi này thì ở bên Nhật nó bán hơn 7 triệu mấy. Dòng này thì nó là dòng cao cấp. Đấy, dòng chuyên nghiệp rồi các bác nhé. Đây cái khóa của nó các bác nhìn này. Khóa của nó. Khóa này thì các bác xoay ngược lại là nó mở ra các bác nhé. Đấy. Cái dòng này thì sẽ phù hợp các bác có cái đôi chân thon và dài, đi cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy. Cái chỗ này là cái vết dơ thôi các bác nhé. Hàng này nó là hàng chưa qua sử dụng, chỗ này là cái vết dơ thôi. Đấy. Cái chỗ này các bác này, cái này mà khi mà các bác đạp đạp cái tốc độ cao, nhấn nhiều ấy, đây, nhấn nhiều các bác nhé. Đấy, cái chỗ này nó tì vào đây này, tì vào chân này này, nó êm, nó sướng lắm. Em em cũng đang kiếm một cái đôi size 41 của cái thằng Ares này để sử dụng mà hàng lướt thôi, tại cả hàng đắt thì nó hàng mới nó hơi đắt chút. Nói chung là điều kiện kinh tế nó chưa có. Tương lai là cũng sẽ mua hàng mới chơi đấy. Mà giờ tạm thời đang kiếm một cái đôi hàng lướt size 41. Đấy. Màu trắng, màu đen, màu đỏ gì được hết em thì nó dễ lắm. Màu nào em chơi. Đôi này 6,5 triệu các bác nhé. Đôi này đế carbon. Chỉ số độ cứng là 15. Đấy, đó là hết tầm của cái chỉ số độ cứng rồi các bác ơi. Sướng lắm các bác, đôi này đi thích lắm này, rất là nhiều lỗ thoáng các bác nhé, đi nó ôm chân lắm. Các cái vận động viên chuyên nghiệp người ta đi cái dòng này rất là nhiều luôn. Mà với điều kiện là các bác chân phải thủy thon thon dài dài các bác nhé. Các bác chân mà giày to là đi cái dòng này là rất là khó đi đấy. Đấy này. Đẹp. Đấy, một cái đôi giày đỉnh cao của hãng các bác nhé. Rồi, 6,5 triệu luôn này. Cái này da nó bền lắm. Cái carbon của nó thì chỉ số độ cứng 15 rồi thì nó gọi là siêu bền được các bạn. 6,5 triệu thôi. Đấy. Thỉnh thoảng mới mua được cái hàng hàng đấu giá nó mới có cái giá này các bác ơi.
Cái bình thường là cũng không có giá này đâu. Đây, đôi này cũng 38.060 yên này, size 39 chân 25 sen. Cũng giống cái đôi kia các bác nhé, cũng là AZ. Đấy, 6 triệu rưỡi. Bao giá toàn Việt Nam cho các bác. Chứ đừng nói bao giá cả thế giới luôn các bạn, chứ đừng nói là bao ở Việt Nam. 6 triệu rưỡi. Trừ khi ở trong nhà máy nó đưa ra thì chấp nhận. Giá nó rẻ hơn. Nói vui thôi các bác ơi. Đây, form nó đẹp lắm. Em xỏ thử rồi. Nhưng mà đang kiếm đôi lướt thôi. Mới thì nó hơi nhiều tiền đi. Hơi vượt so với khả năng kinh tế của mình. 6 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy. Các bác cứ chơi đi. Cứ nghe em đi. Thực sự là nó không rất đáng đồng tiền bác đạo các bạn. Rất đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đấy, tiếp đến thì em có một đôi Shimano nữa. Đôi này thì size 43.5 chân 27.5 cm. Đôi này mới nguyên hộp chưa qua sử dụng các bác nhé. Đấy, Shimano rất chi là ngon luôn. Rất chi là ngon. Đấy, cái chỗ này thì em đây, cái chỗ này là kiểu như là trong cửa hàng ấy, người ta thử thôi. Nếu thử nên là nó có tí cái ở gót này các bạn này. Đấy, đây. Đế carbon. Shimano này cũng rất chi là ngon và giá rất là hợp lý các bạn nhé. Đấy. Khóa này. Khóa này. Đây. Đấy. Đấy. Form rất là đẹp luôn. Đồ này giá cũng cực kỳ tốt. 43.5. Nguyên hộp, giấy tờ đầy đủ, sách vở đầy đủ, hộp đầy đủ. Đôi này thì để cho các bác 3.8 triệu. Giá cực kỳ tốt các bác nhé, 3.8 triệu đôi này thôi. 3.8 triệu cái đôi này mà các bác không mua thì mua đôi giày nào nữa. Tội gì mà cứ phải CD với CDS cho nó đắt. Đấy, Shimano quá đẹp luôn. Đế carbon. Đôi này thì chỉ số độ cứng của nó là 10. Đạp thể dục bình dân bình thường thì các bác chơi những cái đôi như thế này thì đáng đồng tiền bác gạo các bạn. Rất là nhiều lỗ thoáng. Rồi 3.8 triệu đôi này. Tiếp đến thì lại có một đôi Spanline nữa. Đôi này cũng là dòng Ares luôn, nhưng mà nó có một cái màu rất là đẹp luôn. Đôi này size 41.5 chân 26.5 cm. Đây này các bạn này. Đấy, nó có một cái màu rất chi là đặc biệt. Rất chi là đẹp luôn. Đôi này cũng mới nguyên hộp, cũng để cho các bác 6 triệu rưỡi. Đấy. Để em lấy một cái đôi CD ra, em để ở bên một cái đôi Edward sẽ có cắt. Đây này. Đấy, đây này, CD này. Đây là Edward này. Đấy, có một cái đôi CD short lúc nãy em bán, em đóng vào thùng đây rồi chứ không em để bên để cho các bác so sánh cái form dáng xem là cái thằng nào nhìn nó ngon hơn, nhìn nó đẹp hơn. Đây. Đấy, Edward và CD đây. Đấy, màu quá đẹp luôn các bác ơi. Kiếm cái màu này là nó phối như này là các bác kiếm là hơi khó các bác nhé. Đấy, size 41.5 chân 26.5 cm. Đôi này cũng 6 triệu rưỡi luôn, cứ bán đồng giá thì các bác, nó là một mã hết. Đấy, 6 triệu rưỡi. Đến thì em có một cái đôi CD này. CD này. CD này chân 42.5. Các bác nhé. Chân 42.5. 42.5. Đây. Đấy, Make in Romania. Size 42.5, hàng lướt. Đây, còn giấy tờ sách vở đầy đủ hết. Hộp. Đồ này hôm nay em mua được thì nó có cả đây này.
có can của Shimano luôn các bác nhé. Đây là cái miếng cao su chống trượt này. Đấy, cái này ví dụ như là các bác khi các bác dừng xe, các bác đi lại thì các bác lắp cái này vào, lắp nó vào và đi là nó không bị trượt các bác nhé, nó không bị, ví dụ như các bác đi lên cái nền đá hoa này, đấy là nó không bị trượt các bác nhé. Đấy, nguyên cái cao su chống trượt thì bây giờ mua cũng phải tầm khoảng 200 một đôi các bác này. Đấy, cá này 200 nó là 400, bác nào mua đôi CD này giá cực kỳ mềm, 2,5 triệu cái đôi này, size 42.5, còn rất chi là mới luôn, đế carbon. Đấy, cái chỗ mũi này thì khi mà xuống xe nó chống này nó sẽ có hơi hơi xước một chút, đây nó bị xước này, còn da nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gót thì chủ cũ người ta đã thay cho một cái gót màu đen, gót này thì gót này nó cao các bác nhé, đi là cái gót chân nó nâng lên. Đấy, đi nó rất là dễ chịu, nó không như là cái gót màu màu đỏ của nó là nó hơi thấp, nên là đi cái mũi nó bị ngóc lên là đi nó hơi khó đi các bác nhé. Đấy, này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chi là mới các bác nhé, đế carbon size 42.5, da của nó cực kỳ đẹp luôn. Đôi này để cho các bác giá tình thương mến thương 2,5 triệu, 2,5 triệu đấy, đầy đủ hết. Thằng này cứ ghét cái mà nó nặng, CD nặng, đi như thế là đang đeo cái cục đá và trần vậy. 2,5 triệu các bác nhé. Đấy, toàn bộ là em quay rất là chi tiết và báo giá cho các bác rồi tham khảo. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936 525 998, sau này em có kết nối cả Zalo. Sáng giờ thì đây, từ sáng đến giờ các bác chốt được cho bằng này rồi đây này. Đấy, trong đây thì có một cái đôi CD Short này. Trong đây thì có đôi Spendline cộng với lốp, có một bác mua một lần 9 sợi xích luôn, mũ laser cộng kính ngoắc lây. Đấy, hàng của bác nào thì nhận giúp cho em. Đây, laser đen. Đấy, của chú Hiền. Đây thì laser vàng phiên bản của Jumbo Visma này. Đấy, của bác ở trong Sài Gòn, bác chuyển tiền rồi. Đây là cái ghi đông Edward, có một chú ở trong Lâm Đồng mua rồi. Đấy, sáng giờ là đấy, sáng giờ các chú ấy ủng hộ được bằng này rồi. Cái túi này thì của bác ở Hà Nội. Đấy, bác khách rất là quen, rất là thân thiết, cũng chốt rồi. Đấy, em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyến. Chào các bác.